Dạ vâng, và để tiếp tục chương trình thì tôi xin gửi tặng cho tất cả quý vị khán khách cho phút được nghe tin thì thầm mùa xuân xin mời quý vị cùng lắng nghe. Trời nhau xinh mênh mang ngày đầu hạt mưa năm năm rơi mùa xuân. Trong ngăn mắt ngăn ngăn những lời yêu thương như thân ai không ngừng. Đang trên bên em và mùa xuân đã đến bên anh yêu thương. Ngày nhau kia vô tâm em và làm cho nỗi buồn. Trời nắng xuân mịn màng từng hạt mưa lâu đã rơi mùa xuân. Trong mi mắt nhân nhân đời yêu thương yêu thương ai tình cảm mình đang lên bên em và mùa xuân đã đến bên anh như thì thầm nghe vui mắt em. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và để tiếp tục chương trình thì cho chồng mời tiếng hát của anh Thuận với